Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi cầu nguyện, anh em đừng lại nhại như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha, chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Suy niệm. Có người cho rằng con người ta thường mang trên mình hai chiếc ba lô: chiếc ba lô việc tốt ở phía trước ngực và chiếc ba lô của những sai lỗi ở phía sau lưng. Cho nên người ta dễ dàng nhận ra những việc tốt mình làm được, còn những tội lỗi và thiếu sót của mình thì bản thân khó nhận ra, vì có ai thấy được tấm lưng của mình, cũng chẳng ai dại vạch áo cho người xem lưng. Người ta thường rất dễ ghim sâu những bất toàn và sai lỗi của người khác, nhưng lại dễ quên điều mình được tha thứ. Người Kitô hữu chúng ta luôn xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và tha thứ cho mình, để rồi chính chúng ta cũng cần yêu thương anh chị em. Nếu đã nhận ra mình được Thiên Chúa tha thứ một cách vô điều kiện, thì tại sao chúng ta lại chậm tha thứ cho anh chị em? Nếu biết khiêm tốn nhận ra mình đầy giới hạn, yếu đuối và bất toàn, thì chúng ta mới có thể cảm thông và tha thứ cho những sai lỗi của anh chị em. Lạy Chúa, Chúa là đấng thương xót, đã đi bước trước trong việc hạ mình, hy sinh để cứu chuộc chúng con ngay khi chúng con là những tội nhân. Xin cho chúng con noi gương Chúa mà cũng biết thứ tha cho anh chị em chúng con, để chúng con càng được lòng thương xót của Thiên Chúa phủ đầy trên chúng con. Amen.